nguy cơ là sẽ bị lộn xộn tại đây. Bye bye. Chào mọi người nhé. Bye nha. Tưởng lộ bình an nhé. Và nhiều khu vực cũng sẽ bị cướp đấy. Vâng, vâng, vâng. Chào ơi, các căn biệt thự được giới mở bán ngay mỗi phòng ngủ diện tích 172,9 m², rất phù hợp với gia đình ta. Cũng lúc này tại The Lotus Center, Dimitroland đang giới thiệu ra mắt nhà trường căn hộ office nghèo có diện tích 45-65 m². Vợ chồng mình mua một căn làm văn phòng công ty hay đầu tư công nghệ. Được kiến trúc căn hộ office nghèo của The Lotus Center thế nào ở trong? Dimitroland phát triển từ kiến trúc tân cổ điển nước Pháp đến tiện ích nội khu ngoại khu, điều chuẩn hóa theo tiêu chuẩn sản phẩm căn hộ chung cư cao tầng do Dimitroland định vị. Tổng tiền đầu tư thì nhỏ nhưng được hưởng đầy đủ các tiện ích như chung cư cao tầng thì có gì đâu. Dimitroland luôn thực hiện đúng cam kết với khách hàng, vợ chồng mình hoàn toàn yên tâm khi ở tại dự án Iris Garden và đầu tư căn hộ office tại dự án The Lotus Center trên mặt đường Võ Chí Công Á.